là mọi sự ủng hộ của mọi người đều mong là được đến con được điều trị tốt nhất. Tất cả mọi người đều đang nhìn vào con được điều trị như thế nào. Thế cho nên là gia đình cứ lo cho con tốt và điều trị tốt, tốt nhất có thể. Thì không bao giờ mọi người bỏ rơi mẹ con chị về mặt pháp lý hay về mặt sức khỏe hay là về tiền của con. Nhưng chị yên tâm, nếu như bây giờ con mà tiến triển tốt hơn và gia đình mà hết cái số tiền điều trị mọi người đã ủng hộ rồi thì mọi người sẽ tiếp tục kêu gọi cho con tiếp đồng hành cùng gia đình nhé. Cho nên là mình cố gắng nhé. Cố gắng không sao nhé, cố gắng lên, bây giờ con đã tiến triển tốt rồi và mọi người phải phấn khởi lên nhé. Tiếp tục cập nhật cái thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến em Đạt. Và hiện tại thì đang nằm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Thì rất nhiều quý vị khán giả hiện tại thì cũng đang quan tâm là sức khỏe của em Đạt hiện tại ra sao, đã phục hồi hay chưa, và có tiến triển gì mới hay không. Thì trong video này em sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất của em Đạt vào ngày 6 tháng 4 để có thể gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Những ai yêu mến và cầu nguyện cho em Đạt cũng như là mong muốn em Đạt có thể phục hồi thì tất cả quý vị và các bạn đừng quên khi xem video này mọi người bấm like, bình luận góp ý bên dưới video này ủng hộ giúp em. Bởi vì mỗi cái lượt bình luận của mọi người á, nó sẽ giúp cái nội dung video được đề xuất và sẽ nhiều người xem được, nhiều mạnh thường quân xem được thì sẽ ủng hộ cho em Đạt, cầu mong cho em Đạt và sẽ cầu nguyện cho em Đạt để có thể là may mắn có phép màu xảy ra để vượt được qua cái cơn hoạn nạn hiện tại mà gia đình em cũng như là em Đạt là cái người đã gánh chịu. Thì theo thông tin mới nhất hiện nay thì sức khỏe của em Đạt vẫn đang có tiến triển tốt. Quý vị nhá, vẫn đang có tiến triển tốt. Tuy rằng là hiện nay là ngày nào cũng phải chở em đi để phục hồi chức năng. Có nghĩa là theo như em cập nhật được ấy thì cái trên cái giường nằm ấy, có nghĩa là họ sẽ thay đổi cái tư thế của chân và tay. Ví dụ như là họ sẽ co cho cái chân này, co chân, nâng và vặn cái chỗ khuỷu chân ấy cho nó thẳng và cho thấp xuống, giống như kiểu là để cho hoạt động cái chân và tay á, cho hoạt động cơ ấy. Bởi vì là bây giờ em nằm bất tỉnh mà, em đâu có thể nào mà em tự duỗi thẳng chân tay được. Nên là bây giờ nếu mà em để cho em nằm như vậy thì đến lúc em có phục hồi được não thì em cũng không có thể đi lại được nữa. Nên là bây giờ ấy, theo thông tin từ bà nội của em Đạt cũng như là bác ruột của em Đạt cũng có nói rằng là phải chở em đi chụp phim cũng như là đưa em đi để phục hồi chức năng đó, để đánh thức các cái bộ phận giác quan trên cơ thể, và đặc biệt nhất thì những cái bộ phận cơ trên người này là cũng phải được hoạt động trở lại để cho em có thể phục hồi trong song với não. Và cũng theo một nguồn tin mới nhất thì mẹ em Đạt cũng đã đến cái sân đình Lệ Mật ở Long Biên ý, cái nơi mà em Đạt đã bị đánh và té xuống đó và chấn thương sọ não ấy. Thì theo thông tin của tất cả quý vị khán giả cũng có nói rằng là có thể em bị ngất xỉu ở đó, em bị gọi là té ở đó, thì giống như kiểu là hồn vía của em ở đó đó, nên là bây giờ em không có tỉnh được. Nên là gia đình cũng đến đó để là để gọi là cầu mong cũng như là để thắp nhang đó quý vị. Đó, mang trái cây đến đó để có thể là mong rằng là đưa được cái vía của em quay trở về đối với thân xác của em. Và cũng mong muốn rằng là em Đạt có thể là phục hồi được một cách tốt nhất. Bởi vì là hiện nay á, thì theo cái nguồn tin từ bên bác sĩ bệnh viện của Đa khoa tỉnh Phú Thọ ấy, có nói là tiên lượng của em bây giờ là được cập nhật theo từng ngày. Và em thì đã không còn sốt nữa. Đó, và không có hoại tử nữa. Tay chân của em đã lành lặn rồi như mọi người vừa được theo dõi á. Thì dù rằng là có cái chuyện gì đó hiện nay á, là tất cả chúng ta đều vẫn đang mong muốn là em sẽ phục hồi. Nhưng mà cái bệnh của em là bệnh về não, không có thể nào mà nói là một hôm là phục hồi được. Bắt buộc là phải theo dõi theo một thời gian dài. Bởi vì mỗi một ngày trôi qua là chúng ta thấy được cái sự sống của em Đạt lại càng kéo dài. Và mỗi một ngày trôi qua, cái lượng thuốc được bơm vào trong người của em, những cái kháng sinh, những cái thuốc phục hồi, thì có thể những cái thuốc đó nó sẽ đi vào trong não, thì nó sẽ giúp ổn định và nó giúp phát triển, giúp phục hồi, và em Đạt có thể sẽ phục hồi trở lại. Bởi vì em nói với tất cả mọi người á, nếu như em Đạt mà không có phép màu và nếu như em Đạt không có sức khỏe thì có lẽ không đến ngày được ngày hôm nay đâu. Đó, bởi vì là quý vị các bạn đã biết rằng là từ ngày mà 27 tháng 3 là cái ngày khởi tố á, mà trước đó đã là hơn 10 ngày rồi. Quý vị là bắt đầu là em nói tất cả mọi người là hơn 20 ngày rồi. Gần 1 tháng rồi. Là bây giờ em Đạt vẫn đang hôn mê. Bởi vì cái lúc mà khi mà đánh xong ấy, đó là em Đạt vẫn chưa có phải là ngất xỉu ngay đâu. Và ngay bây giờ em sẽ cho mọi người nghe một cái lời của nhân chứng nha. Và em thấy cái lời nhân chứng này này, nó cũng có cái đúng và có cái sai. Và trước khi em cho mọi người nghe cái lời của nhân chứng này thì em cũng nói với mọi người rằng đây chỉ là thông tin tham khảo. Bởi vì em cũng không tin
đây là sự thật đâu. Bởi vì sao? Bởi vì có cái tình tiết này này, là bố của em Minh lại không chở em vô bệnh viện ngay mà lại trở về nhà trọ, thì em lại không được nghe cái tình tiết này được người nhà của em Đạt nhắc đến, thì em không tin đây sẽ là sự thật. Và cái lời của nhân chứng này như thế nào thì tất cả mọi người hãy cùng nghe, và vừa nghe em sẽ vừa phân tích để cho mọi người sẽ được hiểu. Bà mới đi tập thể dục thì mới có một bà đứng mới bảo là có hai thằng học sinh nó đánh nhau, là một thằng bị chết ngất, thế bảo đeo thì bà mới đang ngồi vào đeo thì đi ra cho thằng nào bị đánh nào. Thế là bà ra thì bà thấy nó đang nằm cái ghế đấy. Thế xong là cái thằng mà coi như là có con đánh cái thằng nhất đây này, nó đỗ mẹ xe tận ngoài xa, nó không liền vào đấy. Thế xong bà ra bà nói, bà bảo là bây giờ con người ta như này kể cả kiểu gì ta đang nữa, đúng sai chứ cần biết, nhưng mà nó như này là phải mang nó đi viện. Còn em có thể đính chính thêm là có thể cái bà cô này là chính là cái bà, những cái bà cô lớn tuổi mà tập thể dục ở cái sân đình Lệ Mật đó, thì là cái người đã có thể nói là chứng kiến câu chuyện đó, nhưng mà chưa chắc đã phải chứng kiến, bởi vì một lời nói là chưa được kiểm chứng mà. Nên là bây giờ chúng ta không có cái điều gì chắc chắn cả. Nhưng mà em cho mọi người nghe xem là cái lời của cô này nói như thế nào nha. Không thể để nó này. Thì bà thò cái tay này lên, bà nhân cái thằng cu dậy, thì nó bảo là, thì bà bảo nó là con ơi bây giờ các bạn là đưa con về nhà nhá, thì con về nhà con nằm. Nó bảo bà ơi bây giờ về nhà con là không có ai ở nhà, mẹ con đi làm. Thế xong bảo là nó bảo với bà là bà ơi con chóng mặt lắm mà con buồn nôn, bà để con nằm xuống. Thì bà lại thả nó nằm xuống cái ghế là không có kê cái gì hết, thì lại để nó nằm xuống. Thế xong nó bảo bà con buồn nôn lắm, thì bảo thế con nằm nuôi ra đây con nôn được thì con nôn. Thế xong là thằng bố của cái thằng đánh thì nó vẫn đỗ xe hỏng ở ngoài kia, nó không lùi vào tận chỗ cái thằng cu nó nằm. Thế xong bà ấy bảo là lối xe vào đây, nuôi xe vào đây để mang nó đi, để nó làm như thế này à. Thế xong thằng nó cũng cứ đứng như đấy. Thế xong bà lại thò tay vào cổ nó, thì bà lại nhấc nó lên, bà bảo là thôi bây giờ là các bạn đưa con về đeo con về nhớ. Thì là nó bảo bà con trong mắt lắm, con không ngồi được dậy đâu. Cái tình tiết mà em Đạt chóng mặt ấy là đúng, bởi vì em cũng được nghe bác của em Đạt kể. Bác của em Đạt có kể rằng là lúc mà mới đánh xong ấy thì em Đạt nằm ở đó thì vẫn tỉnh, thì lúc đó thì có 4-5 đứa bạn chơi bóng rổ ấy mới lại cái chỗ em Đạt nằm ấy, thì em Đạt nói rằng là đỡ em Đạt dậy, thì em Đạt nói là em Đạt chóng mặt để em Đạt nằm nghỉ một xíu đó. Thì lúc em Đạt mà nằm ở đó thì lúc đấy mới tím tái mặt mày, thì những cái đứa bạn đó thì mới lấy cái điện thoại gọi cho mẹ của Đạt. Nhưng mà mẹ của Đạt thì lại là làm cái nghề đi bán hàng rong, thì lúc đó lại để máy ở nhà mà chở hàng rong đi bán đó, đó thì lại không có nghe máy, nên là đâu có biết được, không có gọi được. Nên là lúc đó thì những cái đứa bạn này mới chạy qua kêu bố của Minh. Đấy là em nghe kể lại nhá, nó chưa được kiểm chứng, thì em chỉ nói cho mọi người là tham khảo thôi, chứ chúng ta không nói đây là sự thật đâu. Bởi vì chúng ta ở đây đó không kiểm chứng là chúng ta đã bị xử lý đấy. Đó nên là em nói mọi người là đây là thông tin cho mọi người tham khảo, chứ không phải đã được gọi là sự thật. Nhưng mà em nghe được là lúc đó là bố của Minh đến và chở em Đạt đi, lúc đó em Đạt vẫn còn tỉnh mà. Đó, và em Đạt chóng mặt như theo lời kể này là đúng. Nhưng mà tại sao em lại bảo không đúng thì mọi người phải nghe cái khúc sau. Bà để con nằm xuống, bà này để nó nằm xuống. Xong bắt đầu là bà mới nói cái thằng bố của cái thằng Minh ấy, bà là lôi xe vào đây. Xong là bây giờ bốn bà cháu mình khênh cái thằng này lên xe ở của cái bác này để bác ấy trả lên viện. Thì bà bảo thế bây giờ chúng mày là thì bốn bà cháu mới túm bà thì khênh cái thằng ấy để lên xe để ngồi để trả nó đi lên trên viện. Thì là bà bảo là thế bây giờ chúng mày đi chơi với nhau thì chúng mày có đưa bạn mày đi không. Xong là chúng nó lại bảo là chứ nhưng mà vẫn còn xe của bạn ấy, nó đi xe đạp xuống nữa, đi xe đạp xuống sân đình nhà bà là chơi. Thế xong là bây giờ vẫn còn xe của bạn nó. Xong bảo chúng mày đầy người ở đây là vẫn có bạn là mang cái xe của nó về, thì nếu chúng mày không đi thì để bà đi cùng với thằng này. Thì bà nghĩ là cái thằng bố của cái thằng đánh này là đèo nó để là đi lên thẳng viện, ra qua đến nhà bà luôn, thì nó đeo đèo, nó đèo vòng về nhà trọ nó là xa hơn. Đó, đây là cái tình tiết mẹ không tin đó, bởi vì là theo như thông tin của cái người này kể lại là bố của em Minh lại không chở em ra bệnh viện Đức Giang mà lại chở về nhà trọ, thì em lại không tin cái tình tiết này. Bởi vì em chưa thấy một cái tờ báo chí nào, một cái thông tin là từ luật sư hay là gia đình em Đạt nhắc cái vấn đề này, nên em không tin. Em không tin cái vấn đề này. Bởi vì nếu như có cái này là sự thật ấy thì chắc chắn cái đoạn ghi âm này phải đến tai luật sư rồi nha. Nên là em nghĩ là cái đoạn này sẽ không phải. Còn quý vị khán giả nghĩ như thế nào thì mọi người hãy bình luận bên dưới video này. Tự nhiên xong mình lại gặp mẹ nó, thì bạn nó mới cho nó vào bệnh viện là qua Đức Giang. Thì bà mới bảo là bây giờ không thể nào đi cùng với nó, thì bà đưa thằng này đi. Thì có một thằng bạn chơi cùng nó mặc cái quần đùi cộng đến đầu gối này, thì nó lại bảo với bà là thôi bà để cháu đưa bạn cháu đi. Thế xong bảo nếu mà mày đưa bạn mày đi thì đi, không mày không đi thì để bà ôm thằng này và cho nó đi.
thì là nó đi, thì ba này tôi ba không đi nữa, thì là nó lại không đèo lên viện ngay mà nó lại còn vòng về nhà trọ của cái thằng này kìa. Thằng này lại ở xa hơn. Thế đấy thì em nói một cái tình tiết em không tin ấy là lại trở về nhà trọ. Thì chúng ta lại phải làm rõ cái vấn đề này là cái nhà trọ đó ở đâu. Bởi vì là bây giờ cơ quan chức năng họ đang xác minh mà. Xác minh là có đồng phạm hay không. Không thì bắt buộc họ phải xác minh xem là cái thời gian em Đạt ngất xỉu á là mấy giờ. Cái thời gian đưa vào viện là mấy giờ. Còn cái lời nhân chứng này thì em nói mọi người là chỉ để tham khảo thôi, em cũng không tin. Bởi vì nếu như nó có cái tình tiết mà lại trở đi về nhà trọ thì cái diễn biến nó lại hoàn toàn khác. Bởi vì cái trường hợp là cứu người trong trường hợp khẩn cấp nó lại khác. Đó nên là em nói mọi người rằng là cơ quan chức năng sẽ phải xác minh, bởi vì hiện tại thì có rất nhiều cái thông tin ở trên mạng mà chưa được kiểm chứng. Cũng như bên công an của Long Biên cũng có cảnh báo rồi, là những cái thông tin xấu độc chưa được kiểm chứng thì nó sẽ làm thay đổi cái bản chất của một câu chuyện. Nên là bây giờ cái thông tin này em cũng nghĩ rằng là nó sẽ không đúng. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng là một cái thông tin mà của một cái người được gọi là có mặt ở đó chứng kiến. Nhưng mà em lại chưa thấy ai nhắc về cái vấn đề này. Nên là em cũng cần phải để gọi là để luật sư ấy thì sẽ xác minh cái thông tin này. Giống như kiểu là cái thông tin mà để gọi là cung cấp cho luật sư ấy, để luật sư tham khảo đấy mọi người. Chứ đây không phải là sự thật đâu quý vị ạ. Thế là vòng bo tầm tầm 5:30 mới vào bệnh viện Đa Khoa để chụp thì người ta bảo là kiểu cái lão của thằng này nặng rồi. Thế là nó mới chuyển sang nó mới chuyển ra bệnh viện 180 lúc thì nó bị. Nhưng mà các bà ngu, thế nhá, các bà mà ai có điện thoại thì mang đi tập thể dục thì gọi 115 thì là có xe cấp cứu nó đến nó trả đi luôn. Như vậy lung tung mãi mấy bạn nó đi. Lúc ai nhớ đến đấy thì là cứ cuống hay không thì nghĩ nó nằm đấy nó tội, mà nó tăng trẻo, nó cao đáo đẹp trai này, nó có 14 tuổi mà nó cao 1m7 mà nó nặng hơn 60 cân, nó dài rộng, nó đẹp trai đó, mà tóc nó hơi tốt tốt đó. Thì theo cái lời kể này thì nói về em Đạt là đúng, em cao 1m7 nặng 60 mấy cân, trắng trẻo đẹp trai, đây là đúng. Và lúc em mà bị ngất xỉu em cũng có bị buồn nôn ói và vẫn tỉnh, thì đây là cái câu đúng. Nhưng mà em đang thắc mắc ở đây là tại sao lại nói là chở em về nhà trọ. Cái thông tin này thì nó ở đâu ra? Nó ở đâu ra? Bởi vì em cũng chưa từng nghe, bởi vì em đang nghe rất nhiều thông tin từ người bác, người mẹ, luật sư, báo chí. Chưa có một ai nhắc cái tình tiết là lúc em Đạt mất đấy họ chở đi đâu. Nên là trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều những cái điều mà đến bây giờ là chúng ta vẫn chưa thấy được cái sự thật đó là như thế nào. Em nói với tất cả mọi người rằng ấy là đến bây giờ đã gần 1 tháng rồi mà em Đạt bây giờ vẫn đang có dấu hiệu phục hồi, đang được đưa đi phục hồi chức năng các cơ quan, các cái giác quan, cũng như là ví dụ như là cổ chân, cổ tay hay là về vận động xương khớp để cho em có thể phục hồi một cách tốt nhất. Thì bây giờ thì em nói tất cả mọi người là đã nằm ở đó cũng một cái thời gian là dài rồi. Đó thì gia đình cũng đã làm tất cả mọi cách để có thể là mong muốn rằng là em có thể là sẽ phục hồi một cách tốt nhất. Thì bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ cũng có nói rồi là hiện tại thì cái thang điểm em đã được tăng lên, đã hết sốt, huyết áp đã ổn định rồi, và có nhịp thở xen kẽ với nhịp thở máy nhưng nó vẫn yếu. Bởi vì là bây giờ là trong cái trường hợp ở đây là vẫn phụ thuộc vào trong cái vấn đề là các bác sĩ phụ thuộc vào máy móc để hỗ trợ thở và phụ thuộc vào cái sức khỏe của em để có thể là đối đầu với cái bệnh tật này. Bởi vì là liên quan đến não mà em nói tất cả mọi người là bây giờ ăn uống em đâu có ăn uống được đâu. Em phải chăm sóc cái đường dinh dưỡng của ống săn đây đó, có nghĩa là bằng một cái ống. Đó nên là đâu phải là bây giờ là em ăn uống được, ăn cháo được đâu. Có rất nhiều quý vị khán giả hỏi bây giờ tình hình sức khỏe của em như thế nào, là tại sao không thấy gì hết. Bởi vì là bây giờ đang mong là em có cái dấu hiệu đây là tỉnh lại. Nhưng mà có những cái người chia sẻ là cái trường hợp mà bị não ấy mà bất tỉnh ấy có thì có thể nằm hơn 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi cơ. Thì bây giờ em đã chưa được 1 tháng mà, đúng không? Chưa được 1 tháng thì bây giờ thì vẫn đang trong cái quá trình điều trị. Em nghĩ rằng là ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ là điều trị rất là tốt, các bác sĩ ở đây rất là tốt để có thể chăm sóc và điều trị cho em Đạt, thì bây giờ nó mới có cái cơ hội phục hồi nó lớn hơn như vậy, đúng không quý vị? Nên là nó cũng dựa vào một cái phép màu nữa để có thể là đến bây giờ mà em Đạt vẫn còn chống chọi được với cái bệnh tật này là quá là mừng rồi. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng là từ cái ngày mà bệnh viện 108 về là em đã ra đi rồi. Bởi vì cũng có rất nhiều cái trường hợp quý vị, bệnh viện họ trả về là hết cách rồi nhưng mà về vẫn sống. Em phải nói mọi người như vậy, mà có cái số của người ta chưa thấy số. Có những quý vị khán giả gọi cho em bảo là bị chấn thương sọ não, bị tai nạn xe ấy. Xong rồi là bệnh viện họ nói là đưa về, xong gia đình bây giờ về nhà lo hết hậu sự rồi, chuẩn bị tất cả rồi, xong là người chồng là không tin là người vợ với mới mất, xong mới đưa về bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị, để nằm ở đó thôi, nằm 10 ngày sau tỉnh, bây giờ vẫn sống sờ sờ, có sao đâu. Đó nên là em nói mọi người là có những cái người á thì họ vẫn khỏe mạnh nhưng mà cuộc sống của họ lại thành cuộc sống thực vật.
với là chỉ nằm ở đó thôi, không biết gì nữa hết. Còn có những cái người đó lại bị rất nặng, không có phần trăm để sinh sống, nhưng mà họ lại vẫn có cái phép màu được xảy ra. Nên là em nói tất cả mọi người là em đạp này thì em nghĩ rằng là bây giờ là em cảm nhận được đấy. Ai nói bên cạnh em là người em cảm nhận được đấy, em biết đấy, nhưng mà em không nói được thôi. Em cũng rất là mong muốn như vậy, bởi vì là bây giờ thì đã có quá trình ở đây là xảy ra thời gian là gần một tháng rồi, và các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho em tất cả các thuốc tốt nhất, tình trạng làm sao mà để cho nó đặc biệt chăm sóc cho em một cách tốt nhất để có thể là phục hồi. Thì ở đây phục hồi á thì nó sẽ rất là tốt, bởi vì sao? Thứ nhất là nó sẽ là một cái bằng chứng để tố cáo cái người mà đã gây ra cái nỗi đau này cho em. Và cái thứ hai là gia đình em, bây giờ còn ai đâu, cha em thì đã mất sớm cách đây là 3 năm rồi, còn mẹ em à, hai mẹ con nương tựa vào nhau à. Và bây giờ quý vị thì nhìn thử vào gương mặt của mẹ của em Đạt coi, những nỗi khắc khổ, lo âu, đúng không? Không còn cái giọt nước mắt để mà khóc nữa, đúng không? Bởi vì có nỗi đau nào mà nỗi đau mất con, có nỗi đau nào mà tả được đâu. Nên là em nói tất cả mọi người là tất cả chúng ta hiện tại thì vẫn đang tiếp tục cầu nguyện cho em Đạt sẽ có cái phép màu. Cũng có rất nhiều quý vị khán giả cũng có theo dõi em bảo là em sức ngày câu view câu like, thì nếu mà câu view câu like thì quý vị đừng có xem, bởi vì cái thông tin thì nó chỉ có vậy thôi. Nó làm sao bây giờ không đăng lên thông tin lên thì mọi người không biết xem ở đâu, mà đăng lên thì mọi người chửi, thì em không biết làm sao mà để hài lòng mọi người được, đúng không? Bởi vì cái tin của nó chỉ có vậy thôi, thì em phải làm sao mà em phải có những cái thông tin mà để cập nhật thêm. Ví dụ như là em biết được là hôm nay mẹ em Đạt đi đâu, ở đấy làm gì, thì làm sao mà quý vị các bạn kiểm chứng cái điều đó được, mà mọi người nói em là thế này thế kia, đâm ra lắm lúc em cũng thấy rất là buồn. Mình vừa cập nhật thông tin, vừa đưa cái nguồn tin này cho tất cả mọi người xem, mọi người vừa được xem miễn phí mà lại còn vừa được chửi nữa, đúng không quý vị? Nên là em cũng mong tất cả mọi người thì tiếp tục là ủng hộ em Đạt, cầu nguyện cho em Đạt, mong muốn cái phép màu sẽ đến với em, cũng như tất cả chúng ta ở đây là vẫn đang mong đợi cái kết quả đẹp nhất, tốt nhất, mong sao cho em Đạt sẽ phục hồi quý vị nhé. Rồi video này hết dừng ở đây, em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Quý vị khán giả đừng quên bấm like và xem hết video quý vị nhé. Rồi chào tất cả mọi người.